Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh hôm qua cũng đã có buổi giám sát kết quả thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Trảng Bom. Năm 2018, công tác cải cách hành chính của huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ chế một cửa liên thông hiện đại với việc ứng dụng công nghệ thông tin, các trang thiết bị hiện đại, quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ được tổ chức khoa học. Thủ tục hồ sơ, phí, lệ phí, thời gian giao trả được niêm yết đầy đủ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,5%. Ủy ban nhân dân huyện được đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 8,13 điểm. Tỷ lệ người dân đánh giá không hài lòng cấp huyện 0,4%, cấp xã 1,21%. Đặc biệt không có ý kiến phản ánh công chức có biểu hiện nhũng nhiễu, đòi phí, lệ phí ngoài quy định.